Hôm nay thì chúng ta tiếp tục học về cấu điều kiện loại 3. Cấu điều kiện loại 3 là dùng để nêu một giả định ở quá khứ mà giả định đó không có thật, không thể xảy ra. Và đối với cấu điều kiện loại 3 thì chúng ta lấy cấu điều kiện loại 2. Về công thức thì lấy cấu điều kiện loại 2, lùi đi một thì. Vậy ở bên này quá khứ đơn, chúng ta lùi về quá khứ hoàn thành. Hay là x cộng chủ ngữ cộng hẹn cộng VP2. Còn ở vấn đề chính, ta lùi quá khứ tương lai đơn thành quá khứ tương lai hoàn thành. Vậy ở đấy sẽ là chủ ngữ cộng út cộng hẹp cộng VP2. Về ví dụ thì có thể dùng might hoặc could để thay cho út tùy theo nghĩa của câu. Ví dụ, I would have spoken to Nam if I had seen him yesterday. Tôi sẽ nói chuyện với Nam nếu hôm qua tôi gặp cậu ấy. Nhưng thực tế tốn và chỉ giả định và giả định này không có thật. Hoặc là if he had tried hard last time, he could have succeeded in the exam. Nếu anh ấy cố gắng hết sức vào cái thời gian qua, anh ấy có thể thành công trong kỳ thi. Và giả định này không có thật, không thể xảy ra nữa. Mời một bạn chụp lên nhóm nhỏ với cô. Mười bạn đã ghi xong những bạn còn lại chúng ta cần chưa? Cô ơi cô, em nói đi. Nếu như mà lui lại một thi rằng này không phải là thi quá khứ tiếp diễn mà lại là thi quá khứ hoàn thành rồi. No. Quá khứ tiếp diễn nó non vẫn từ ngáng ở quá khứ đớt. Mà quá khứ tiếp diễn là diễn tả một hành động đáng xảy ra tại một thời điểm xác định trong quá khứ. Còn quá khứ đớt là diễn tả một hành động đã kết thúc tại thời điểm trong quá khứ. Thời điểm xác định trong quá khứ. Nên nó nói về tiếp diễn với quá khứ đớt nó đáng ngáng ở một mức thi. Đây, tí nói về phần thi ấy, thì người ta có ba mốc. Người ta có ba mốc. Đó là hiện tại, tương lai và quá khứ. Thì khi ở sáng quá khứ thì quá khứ đớn, quá khứ tiếp diễn, rồi đến quá khứ hoàn thành. Lưu một thi của quá khứ đớn là quá khứ hoàn thành. Nói về chữ quả. Còn ở hiện tại thì có ba thi. Hiện tại đớn, hiện tại tiếp diễn, hiện tại hoàn thành. Tương lai cũng có ba thi là tương lai đớn, tương lai tiếp diễn, tương lai hoàn thành. Ở tương lai hôm nay, ngoài ra con có tương lai gần, về tổng là 13 thi. Con khí nó lui một thi, thì từ cái quả khứ đớn nên người ta lại lui thêm một thi với quả khứ hoàn thành. Rồi bây giờ bạn nào mà không kịp thì nhìn lên nhóm để luyện tập của công thức này. Bây giờ mời tất cả các bạn áp dụng công thức cấu điều kiện loại 3. Trong vòng 8 phút chúng ta ghi cấu từ 1 đến 6 và chia động từ trong mặt ở cấu điều kiện loại 3. Gạch chấn dưới động từ chúng ta chia. Bạn nào gửi cho cô mà chỉ đáp án cô không chấm, gửi
Cấu từ 1 đến 6 mà không gạch chấm ở dưới cố không chấm nên là chúng ta nhớ cái nữa nhá. Chia rồi nếu mà cái trả sau nó về đáp án nữa có được không cậu, không kiểu như là cái hai bên nó ở cái cạch ở dưới rồng ngã cậu phải chia như về đáp án ở dưới nữa cạch hai bên rồng ngã được có được không cậu viết vào vở chụp và gửi cho ông ấy. cô đi đó thì em đó lắp cái cố cho em từ lắp khả tâm trí hoặc khả nghe à lấy khả nghe em là răng Em là hai cái vậy từ cái từ à ai xuất đất này vậy là ý bạn này là ở bên này sao là ở dừa vậy các bạn cạch cạch sang xa ra cô có nó hiểu gì cả em cứ việc cả cấu em chia chia từ nào em gạch chấm giữa từ đó cho cô không làm khác nhé cô không có điện thoại thì đánh giá kết quả đúng không thầy chị em ơi không có điện thoại thì đánh giá kết quả đúng không của bạn nào bảo trọng cô em cứ làm với các bạn ví vào vở bình thường rồi sau khi ví vào vở xong thì em nhắn tin cho cô điện thoại nhá và sau cuối buổi thì em phải chụp chụp đáp án gửi chụp vở gửi cho cô bởi vì cái này là phần luyện luyện từ trong cấu trúc cấu nếu mà chỉ ghi chắc các bạn nó không luyện được trong cấu trúc cấu đó có bao nhiêu máy điện thoại mình có thể lấy ra chụp trên máy tính để mọi người được mơ mượn điện thoại bố mượn điện thoại mẹ mọi người Không may làm đi hết rồi cô ạ.
Còn hai phụ nữa là hết chưa? Dạ, bạn sau đã gửi bài Mai Linh Đức Anh Khánh Kim Tú, những bạn còn lại chúng ta gửi luôn ạ. Cho 1 phút để các bạn gửi. Nhanh nhanh nhanh. Mai Nhi Huyền Sang, Văn Mạnh,
Nhanh các bạn, còn lại chúng ta gửi nhanh các bạn. Diều Linh rồi là Huyền Trang, Bảo Trâm, Thảo Vi, Trà My, Cảnh Linh. Rồi. Ôi, đây đây em lấy cái điện thoại. Nhanh lên. Các bạn đã gửi minh chứng cho cô rồi. Bây giờ cô mà chậm làm nó kéo dài thời gian, để tiết kiệm thời gian thì cô sẽ chữ bài ở trên phần slide. Rồi chúng ta sẽ đối chiếu với bài của mình để tính ra câu đúng sai. Từ sai một câu là trừ 2 điểm. Dù đấy 6 câu chưa trừ đến 2 điểm đâu, nhưng mà chúng ta trừ tính theo điểm trừ nhé. Cô trừ 2 điểm. Tại 3 câu thì trừ 5 điểm. Rồi, vậy bây giờ chữ bài này. Cùng về đó, có lẽ 10 điểm cả. Bởi vì công thức ở đây rồi, đã vào là được đúng không? If I had known that you were in hospital, I visit you. Thì ở đấy, người ta đã cho mình đi điều kiện rồi. Có từ if là biết ngay mình đi điều kiện rồi. Mình đi điều kiện ở thì quá khứ hoàn thành. Còn mình đi chỉnh sẽ là chủ ngữ cộng would cộng have cộng VP2. Nên ở đây VP2 từ visit là có quy tắc. Nên công thức sẽ là would have visited. Nếu tôi đã biết rằng bạn ở trong bệnh viện thì tôi đã đến thăm bà. Nhưng mà tôi không biết đúng không? If you arrived 10 minutes earlier, you would have got a seat. Vậy ở đấy người ta đã cho mình đi chỉnh rồi, con mình đi điều kiện. Mà mình đây có chữ if thì phải chủ ngữ cộng với had cộng với VP2. Mà động từ này có quy tắc nên ở đây sẽ là had arrived. Nếu bạn định chờ cách đấy 10 phút thì bạn đã có ghế để ngồi rồi. I shouldn't have believed if I not see it with my own eyes. Ở đây là người ta đã cho trước mình đây chỉnh, chúng ta phải điền mình đây điều kiện. Mình đây điều kiện là chủ ngữ cộng had cộng VP2. Phủ định của had là hadn't. Vậy công thức sẽ là hadn't seen. Từ see là động từ bất quy tắc. Tôi đáng lẽ là tôi sẽ không tin nó nếu mà tôi không xem nó từ mắt. If I had asked you, you accept. Đối với câu số 4 này thì ta chú ý. Họ đã cho mình đề điều kiện rồi, con mình đi chỉnh. Nhưng mà câu này là kết thúc bằng dấu chấm hỏi. Nên là từ út phải đưa lên trước chủ ngữ. Chỉ có cái từ út này đưa lên trước chủ ngữ thôi. Chứ đưa út hép lên trước chủ ngữ cũng không được. Vậy ở đấy sẽ là would you have accepted. Từ díu này ta chuyển sang sau này. Nếu bạn hỏi ý kiến, nếu cô ấy hỏi ý kiến bạn thì liệu bạn có chấp nhận không? Đấy, nên đoạn này là ta chủ ý tỉnh táo này. Nên nhiều bạn về mắc câu hỏi. If I try again, I think that I would have succeeded. Ở đây là thì họ cho mình đề chỉnh rồi, còn mình đề điều kiện chủ ngữ cộng had cộng VP2. Đối với từ try có tấn công là y dài, từ y dài là phụ âm, ta chuyển y dài thành hình ngắn thế này đi. Nên ở đây sẽ là had tried. Nếu tôi đã cố gắng, tôi thử lại, nếu tôi đã thử lại, thì tôi nghĩ rằng là tôi sẽ thành công. Tôi đã thành công. Nhưng thực tế là tôi không thử lại. Đúng không? If you speak more slowly, he might have understood. Họ đã cho mình đề chỉnh rồi. Và ở đây từ might thay cho từ would. Mình đề điều kiện sẽ là if cộng chủ ngữ cộng had cộng VP2. Và ở đây sẽ là từ speak là động từ bất quy tắc, sẽ là had spoken. Nếu bạn nói chậm hết, đã nói chậm hết thì có lẽ là anh ấy có thể hiểu. Rồi, bây giờ các bạn bảo cho cô là mấy câu đúng nhất, nhắn tin vào tóc mấy câu đúng để tình người cô đối chiếu với cái minh chứng các bạn.
Các bạn bảo mấy câu đúng là được. Tôi có đặc điểm lên luôn. Nhà báo riêng hay là báo chung luôn con? Nhận tin vào trong cho alo riêng đi để cố để cho sạch 13 6 mất. Của Diệu Linh 10 điểm. Huyền Trang 10 điểm. Huyền Trang 10 điểm. Bảo Trâm sai một câu 8 điểm. Mai Linh sai một câu 8 điểm. Gia Phong 8 điểm. Thảo Vy 10 điểm. Mà con lại bảo nhánh. Huyền Nhi là 6 câu đúng hay là 6 gì? Em phải ví như vậy. Khánh Linh vậy 8 câu đúng hay là Em sợ có đụng không? Khánh Linh cả cả có 6 câu mà em biết 8 là 8 điểm à? Rồi mạnh là 4 câu đúng à? 4 câu đúng tức là sai 2 câu đúng không? Sai 2 câu là thành 6 điểm. Rồi Trà Mỹ 6 điểm. Uyển Nhi 5 điểm. Khánh Linh 8 điểm. Vậy để có xem Uyển Nhi sai như thế nào mà lại đến 3 câu. Em đứng sáu đang sáu hết đinh lấy xí để nguyên thể mới được công vế phế hái. Em chịu cái vế phế hái nhé. Would you have a set em chưa đưa về với phế hái ranh đặc biệt chú ý đến với phế hái. Rồi từ speak spoken để nhớ chú ý cái đoạn spoken. Các bạn nhận nó nhận trong Zalo để lại đó là có kiểm tra sau chứ tôi bảo ở trên nhóm nên mà nó có được những mà đủ chịu được. Của mình sai hai câu có xem mình sai kiểu gì không? Em sai một câu chứ cậu. Thì đang nói em Việt 4 cả 6 câu mà. À quên rồi. 8 điểm với của mình 8 điểm. Của Mai Nhi sai một câu à? Mai Nhi sai của mày, sai của mày em. Ai là lộn giả cơ? 10 điểm. Rồi thành 10 điểm. Cô ơi. Ô nắng rồi em. Có một đếm gạch trái châu cô ạ. Ừ là quái. Cô ván manh cô ạ. Đó là gạch trái châu chứ con Lam đụng đúng không? Dạ. Thôi đụng cả, được rồi, gắn đi rồi. 10 điểm. Rồi. Vậy bây giờ từng cái công thức riêng lẻ của cấu đi quyền lời 1 này, cấu đi quyền lời 2, cấu đi quyền lời 3 thì nó quá dễ cho các bạn. À, bây giờ chúng ta sẽ làm một cái bài tập tổng hợp gồm có cả ba loại cấu điều kiện thì chúng ta có nhận diện được hay không? Rồi làm như thế nào? Thì bây giờ chúng ta sang cái phần luyện tập tổng hợp ba loại cấu điều kiện. Đó. Mời các bạn chúng ta làm 15 câu trong vòng là cả ghi cả làm trong vòng 20 phút. Cho các bạn 22 phút luôn. Nha, 22 phút. 22 phút có Facebook. Cái nổ của em tầm 30 phút đó. 30 phút luôn đó. Rồi 30 phút cho các bạn chúng ta ghi bằng gạch chấn dưới tư cân điên được chưa? Nhớ này, đấy là ba loại cấu điều kiện chúng ta phải xác định cho được đó là muốn chia thì phải xác định như đó loại 1, loại 2 hay loại 3. Và người ta thường cho một vệ rồi để nhận diện rồi. Nhịp độ chính là cái phần nhận biết. Tỉnh táo ra mà làm nữa. Hy vọng là bài này sẽ nhiều bạn là điểm cao hơn. Nếu mà được điểm 10, điểm 9,5 thì chứng tỏ đã rất hiểu rồi. Tuyển đi cố gắng chú ý về phần phân chia đồng tư phân thi. Phần bất quy tắc và ranh thì chú ý nữa. Rồi tất cả bạn làm đi. Vậy là 30 phút mà thành 55 phút à 55 8 giờ 55.
là tất cả phải nộp bài rồi. Tí nữa các bạn nhớ nhắc cô ghi ấm lại nhé, không quên nhé. Bây giờ tập để đời dũng lượng trong cái khí mà tốt lên đi. Nhắc cô. Câu điều kiện loại 1 thì mình đề điều kiện sẽ là will cộng chủ ngữ. Những câu hỏi đấy là will cộng chủ ngữ cộng động từ nguyên thể. Will cộng chủ ngữ cộng động từ nguyên thể. À, nên là ở đây là will you do, will you do. Rồi tiếp tục câu số 9, câu số 9 này nhiều bạn sai. Cho răng bên này là thầy đây này, út đủ đây này. Tự dưng biến đến is vào đó là răng. Có út cần đồng tư nguyên thể đi, có điều kiện lời hái rồi răng chứ nè. Đấy, mà có điều kiện lời hái thì chúng người còn vp. Chúng người không vp mà đổi với tú bí thì đưa về một tràng. Chúng ta thương đưa về một tràng là world. Ở đấy was cũng được nha, was cũng được. Mà ta dùng vừa cho tất cả vừa cho nó dễ. Rồi câu số 10. Câu số 10 thì có mình đây có chữ if thì sau if có head cộng vp2. Nhận diện của câu điều kiện loại 3. Vậy mình đây chính thì sẽ có chủ ngữ cộng út cộng head cộng với động từ vp2. Nên ở đấy sẽ là út. Là út còn we have nó vế tế hái thì make made made tự nhiên của bạn đi make cân cái này của bạn nào đi vế tế hái đi make cân ngơ ngớ ngẩn ngẩn rồi học họ mới đồng tư bật quy tắc rồi make made made nên đoạn này là phải là made nha. Nên đừng có điên tùy tiền về học lại bảng trọng mới đồng tư bật quy tắc cho cô ấy. Câu số 11. Câu số 11 ta thấy mình đề điều kiện là would join tức là would cộng động từ nguyên thể. Nên ở đây là biểu hiện của cấu điều kiện loại 2. Vậy mình đề điều kiện của cấu điều kiện loại 2 là chủ ngữ cộng vp tức là vế quá khứ. Mà đã nói quá khứ đó thể khẳng định của quá khứ là chủ ngữ cộng động từ thế mẹ đế hoặc là bất kỳ tắc nhưng mà phủ định mà. Đấy phủ định của thi quá khứ. Phủ định của thi quá khứ có công thức là chủ ngữ cùng đất cộng nót cộng động từ nguyên thể. Vậy mà có bạn vẫn vừa sai ở chỗ này. Nên ở đây là điên là đất và phủ định là đất định. Động từ nguyên thể là past, đất định past. Nếu họ không vượt quá được thi thích thì họ sẽ tham gia quân đội. Rồi câu số 12. Mình đây ít có chủ ngữ cộng động từ nguyên thể chứng tỏ biểu hiện của thi của cấu điều kiện loại 1. Mình đây trình sẽ là chủ ngữ cộng với will cộng động từ nguyên thể will be. Will be. Chủ ngữ cộng will cộng động từ nguyên thể tức là will be. Câu số 13. If nam had đã thấy có had cộng vp2 đây biểu hiện của cấu điều kiện loại 3. Mình đề trình sẽ là chủ ngữ cộng út cộng hết cộng vp2. Vậy ở đấy sẽ là út rồi này. Phủ định của út là út đinh này. Cộng với hết này. Cộng vp2 thì đoạn này là been. Nên út đinh have been. Út đinh have been. Nếu nắm đi ngủ sớm thì câu ấy đã không mệt như vậy. Rồi câu 14. Ta thấy mình đề điều kiện ở thi hiện tại của diện. Nói chung đấy là hiện tại. Thì đấy là biểu hiện của cấu điều kiện loại 1. Vậy mình đây điều kiện sẽ là chủ ngữ cộng với will cộng với not. Lưu ý cho cô này. Mãi nghĩ đến dùng là will not mà will not thế này. Mày viết thế này này. Tuyệt đối không bao giờ có. Không bao giờ có cái kiểu viết tắt của will not thế này nhé. Đấy, viết cái là mạnh nó bảo sai ngay. Rồi đó. Vậy cái phần phủ định của will not mà đúng á, phủ định của nó đúng là phải là want. Không bao giờ có quý nó như vậy nhé. Làm như vậy là nó sai đấy. Rồi câu số 15.
ở bên này có will còn động từ nguyên thể, vậy đấy là biểu hiện của thì cấu điều khiển loại một. Cấu điều khiển loại một đó, có ít còn chủ ngữ còn với động từ nguyên thể hoặc tên mẹ đẻ. Khi thuộc nhỏ mẹ thái thì động từ phải chiếc, động từ trái nó có tần cung isai, từ isai là phụ âm nên ta chuyển isai thành âm nặng với tên mẹ. Vậy ở đây là trice. Đó. Phần này là áp dụng phần thi. Khi ta bị được biểu hiện của cấu điều khiển loại mấy rồi là cứ áp dụng thi vào mà chiếc là được. Thì nữa các bạn nhớ nhắc để ta lấy điểm của về nhà vào phần này nhé. Rồi cô sẽ giao bài tập về nhà để chuyển thẳng cái chuyến đề cái phần tiếp theo thì cô giao bài tập về nhà từ cái đã. Cô giáo bài tập về nhà cho các bạn làm 15 câu tiếp của phần ba loại câu điều khiển. Lúc này là ta làm đến câu 15 rồi. Bây giờ là từ câu 16 đến câu 31. Từ câu 30, 10 đi. Từ câu 16 đến câu 30. Chờ cô một tí. Mời một bạn chụp phim màn hình để cô xem. Chụp màn hình đưa lên nhỏ mà. Chụp màn hình đưa lên nhỏ. Có lại hình ảnh rõ nhất đúng không? Của bạn Huyền Trang. Vậy bài tập về nhà đó các bạn ạ. Bài tập về nhà là chia động từ trong ngoặc của ba loại câu điều khiển. Vậy sau khi có giảng rồi thì cô hy vọng về nhà là tất cả các bạn hiểu cách để làm, đặc biệt là những cái bạn đang còn điểm thấp trong bài hôm nay, trong cái phần bài học hôm nay. Bây giờ ta sang phần tiếp theo. Ta sang phần tiếp theo của câu điều khiển. Đó là ta chú ý cho cô này. Thường á, nhận diện của câu điều khiển là cứ phải có từ if. Vậy có lúc nào không có từ if xuất hiện vẫn là câu điều khiển không? Có bạn nào biết không? Ta nói là cứ nhận diện cứ thấy khi nào câu có chữ if và hai mệnh đề thì đó là câu điều khiển. Vậy có trường hợp nào không xuất hiện if ta vẫn nói đó là câu điều khiển không? Có ai học rồi hay biết rồi nói cho cô biết nào. Có hay không? Và nếu có thì trường hợp đó trường hợp nào? Vậy là không ai biết được không? Đúng không? Thì ai tìm hiểu phần này được. Có các bạn ạ. Có. Và có hai trường hợp xảy ra. Vậy hai trường hợp đó là trường hợp nào? Trường hợp thứ nhất, đó là người ta dùng một cái từ khác thay thế cho if. Từ khác đó là từ unless. Từ unless. Các bạn chơi cố một tí nhé. Cái đoạn này từ đúng nhỉ? Không có sửa rồi mà nó bị mất. Chơi cố một tí. Chứ không làm thế này đi. Đoạn này ấy mất. Chơi một tí chị. Đó là unless. Unless. Cái từ unless nghĩa của nó là nếu không hoặc là trừ khi. Nếu không hoặc trừ khi. Bây giờ mời các bạn đặt cho cô một câu tiếng Việt trong lúc cô chưa trong lúc cô đang sửa cái slide này, thì mời cả lớp đặt cho cô một câu tiếng Việt có bắt đầu bằng cái từ trừ khi và viết lên hộp chat cho cô nha. Viết một câu tiếng Việt bắt đầu bằng từ trừ khi, ai cũng viết cả, và viết lên hộp chat cho cô để cô xem thử ta viết cái đó trong tiếng Việt thì như thế nào.
Ta viết nhanh nhá, viết nhanh, ai cũng phải viết cho cô. Tiếng Việt thì làm được đúng không? Quả khổ. Mới có hai bàn nhạc này nhưng bàn khác tiếp tục ý. Đặt cho cô từ từ khi. Cấu có chữ từ khi. No, no, no. Diều Lính ơi, cô chưa nói đọc tiếng Anh nhá. Chưa nói đọc tiếng Anh, đọc tiếng Việt. Đáng ở tiếng Việt. Đấy, nhiều bạn đặt rất hay. Thôi bắt đầu trước khi hay là cứ cổ trước khi là được không? Bắt đầu cho cổ trước khi luôn. Bắt đầu từ cho cổ bằng từ trước khi. Cả lớp đều đặt cho ạ. Tại sao cần phải đặt khi hơi nữa cổ sẽ giải thích cho các bạn nghe. Rồi. Những bàn sáu đã đặt tôi này, Bảo Trâm rồi, Kim Tụ rồi, Đức Anh rồi, và cậu rất hay, Mai Linh rồi, và Diều Linh rồi, Diều Linh, dùng tiếng Anh đúng nhưng mà dùng tiếng Việt chuẩn từ sai, à, Hoàng Lê Khạnh rồi, nhánh, nhưng mà có lại nhánh đó, nhiều lẽ không nghĩ được cậu tiếng Việt á. Tiếng Việt mà chưa nghỉ được cái lòng thắng mà bạn nghỉ đó tiếng Anh đúng không? Rồi Huyền Sáng rồi, Tà Mỹ rồi, Thảo Vy rồi. Rồi tí nữa cô đọc cho lực nghe. Đúng chưa? Rồi bây giờ cô đọc này, những bạn nào chưa rồi, những bạn nào chưa chưa Việt thi Việt đứng người. Còn bây giờ cô đọc để các bạn nghe nhá. Bảo Tấm nói này: trừ khi bạn chăm học, bạn sẽ trượt bài thi. Sai. Câu này sai. Trừ mất cái khí bạn chăm học rồi thì chứng tỏ là bạn nhạc học. À đúng đúng, câu này đúng. Trừ khi bạn chăm học, bạn sẽ trượt bài thi. Đúng. Rồi, câu số 2 này của bạn Kim Tụ. Trừ khi bạn làm tốt công việc được giao, họ sẽ không phàn nàn. Trừ mất cái khí, trừ mất cái khí bạn làm tổ công việc thì chứng tỏ bạn làm dở. Làm dở mà họ không phàn nàn là không được. Nên câu của Kim Tụ sai. Của Đức Ánh này: trừ khi có vịt biển mất thì trái đất mới có thể yên bình. Ừ, hay. Nhưng mà trừ khi có vịt biển mất thì chứng tỏ có vịt không biển mất. Đức Ánh này: trừ mất cái khí có vịt biển mất thì còn lại là có vịt không biển mất. Mà cố vịt không nghiền mất thì trại đất còn yên bình. Vô lý đúng không? Rồi, Mái Lính này. Trừ khi trời mưa, cả lớp đều phải làm vệ sinh. Trừ mất khí trời mưa rồi thì chứng tỏ trời không mưa thì phải làm vệ sinh. Đúng, câu của Mái Lính đúng. Rồi, Diều Lính này. Trừ khi tôi đi học ngay bây giờ, tôi sẽ không đi muộn học. Đúng. Câu của Diều Lính đúng, tưởng là tôi sẽ đi muộn học thì sáng nhưng mà tôi không đi muộn học là đúng. Trừ mật như khi tôi đi bây giờ thì chứng tỏ tôi đi muộn, mà đi muộn thì trừ mật, trừ khi tôi đi học ngay bây giờ. Không đúng, không đúng, không đúng. Trừ khi tôi đi học ngay bây giờ chứng tỏ tôi đi chậm hơn, mà tôi đi chậm hơn là tôi muộn học, nên câu Diều Lính không đúng nha. Rồi, trừ khi tôi làm xong bài tập của tôi, của Lê Khạnh này. Trừ khi tôi làm xong bài tập của tôi thì tôi mới được chơi bóng. Trừ mất cái khí tôi làm xong bài tập thì chứng tỏ tôi chưa xong. Chưa xong thì mà mới được đá bóng được, nên cùng sai luôn. Của Trà My: trừ khi mệt, tôi sẽ không dừng tập thể dục.
Tư khí mệt thì chứng tỏ tôi không mệt, mà tôi không mệt thì tôi không dừng tập thể dục được. Rồi Huyền Trang, tư khí có việc quan trọng thì bạn mới được nghỉ học. Tư khí có việc quan trọng mà tôi có việc quan trọng, tư đi mà tôi chứng tỏ bạn không có việc quan trọng, mà không có việc quan trọng thì bạn mới được nghỉ học. Sai. Thảo Vi, tư khí trời mưa mới được nghỉ lao động. Tư mất cái khí trời mưa rồi thì còn lại trời nắng mà trời nắng nghỉ lao động, chẳng lẽ đi lao động và trời mưa. Sai. Ra không, tư khí bạn không làm bài tập bạn sẽ bị phạt. Bạn mất tư mất cái khí bạn không làm bài tập, chứng tỏ là con này là bạn làm bài tập, mà bạn làm bài tập mà vẫn bị phạt à? Vô lý. Sai. Đừng gọi cho tôi trừ khi bạn có việc quan trọng. Tư mất cái khí bạn có việc quan trọng rồi thì còn lại là bạn không có việc quan trọng. Bạn không có việc quan trọng thì đừng gọi cho tôi. Đúng. Rồi. À, trừ khi trời mưa bạn mới được nghỉ lao động tới nơi đúng không? Trừ khi bạn làm bài tập bạn sẽ bị phạt. Trừ mất khí làm bài tập chứng tỏ không làm bài tập, mà không làm bài tập bị phạt là đúng. Rồi. Rồi vậy tại sao các bạn sai? Cái sai của các bạn là cái sai rất bình thường. Cái sai này gọi là thói quen trong cái ngữ pháp của người Việt Nam. Người Việt Nam dùng cái ngữ pháp đối với cái câu này đã sai rồi. Bản chất đã sai rồi. Nói bình thường theo thói quen sai rồi. À, mẹ mới nói với con là trừ khi con ngoan mẹ sẽ cho con đi chơi. Trừ mất cái khi con ngoan rồi thì con đâu mà ngoan nữa. Rồi mà vẫn cho đi chơi. Rồi tao nói với bạn, trừ khi mỹ tốt với tao thì tao chơi với mỹ. Trừ mất cái khí tốt rồi thì con mồm mà tốt nữa. Thứ sầu giới à. Ai, nên là chúng ta nói tiếng Việt đáng bị sai ở cái chỗ là trừ khí. Và ta bị cái quen, cái thói quen hàng ngày nói như vậy dần đến trong cái câu văn bị sai. Nhưng sáng tiếng Anh thì họ nói rất là chuẩn. Họ nói rất là chuẩn. Nhưng mà vì ta có một cái thói quen cố hữu rồi, nên là các bạn khí khí sáng tiếng Anh mà làm cái câu unlit này á thì nhiều bạn bị sai. Vậy ta cố gắng điều chỉnh lại nhé, điều chỉnh lại cái câu nói khi nào liên quan đến cái từ trừ khí là nhớ điều chỉnh lại cho nó hợp lý nữa. Đây đây này, trong mình đề điều kiện ta có thể thay thế if bằng unless, và unless ta dịch ra là nếu không hoặc là trừ phi hoặc là trừ khi, được chưa nào? Unless thì tương đương với if not, tức là nếu bạn không học hành chăm chỉ bạn sẽ trượt kỳ thi. Bây giờ muốn chuyển sang câu là có chữ unless thì phải nói là trừ khi bạn học hành chăm chỉ bạn sẽ trượt kỳ thi, đúng không? Trừ mất cái khi bạn học hành chăm chỉ rồi chứng tỏ bạn không chăm, mà không chăm thì trượt. Đó mới là câu đúng rồi bạn ạ. Đây. Unless you finish your homework, I will punish you. Trừ khi bạn hoàn thành bài tập về nhà, tôi sẽ phạt bạn. Nhưng trong tiếng Việt thì nói tôi sẽ thưởng bạn, nhưng mà đấy là tôi sẽ phạt bạn là bị đúng. Trừ mất khi bạn hoàn thành bài tập về nhà rồi chứng tỏ bạn chưa hoàn thành. Chưa hoàn thành thì tôi phạt. Vậy cái unless này nó sẽ bằng với if ở thể phủ định. Tức là bằng với là ta chuyển cái câu khẳng định sang tên chủ câu phủ định của if. If you don't finish your homework, I will punish you. Nếu bạn không hoàn thành bài tập về nhà, tôi sẽ phạt bạn. Câu này thì rất rõ ràng cho các bạn rồi. Nhưng mà chuyển sang từ khí thì nhiều lúc là các bạn bị bối rối. Nhưng mà bối rối cũng phải chú ý định linh cho nó chuẩn. Rồi ví dụ thứ hai. If you don't study hard, you will fail the exam. Nếu bạn không học hành chăm chỉ, bạn sẽ trượt kỳ thi. Vậy bây giờ muốn chuyển sang unless thì ta phải chuyển cái mệnh đề phủ định nâng tên xuống khẳng định. Vậy unless you study hard, you will fail the exam. Trừ khi bạn học hành chăm chỉ, bạn sẽ trượt kỳ thi. Đó. Trừ mất khi đó chứng tỏ là không không học hành chăm chỉ. Nhớ nè. Vậy, và cách thứ ba ví dụ như là if she doesn't water the tree, they will die. Nếu cô ấy không tưới nước cho cái cây này, chúng sẽ chết. Vậy muốn chuyển sang unless
thì phải chuyển phủ định ở đứng tên sang khẳng định. Nhưng khi chuyển sang khẳng định, một số bạn hãy quên này, từ dưng đỡ dưng gót tờ mà sáng khẳng định rồi các bạn vứt đỡ dưng đi là được, chứ là gót tờ cứ để nguyên đúng không? Đi về xí thì gót tờ này phải thế mẹ, nên ta chú ý sáng khẳng định thì phải chú ý chia khẳng định của phi cho đúng. Từ khi có thể tưới nước cho cây, cây sẽ chết. À, vậy từ đấy ta rụt, hơi là ta rụt ra luôn. Đấy là trường hợp thứ nhất, đó là cái mệnh đề có chữ ít, ta nhìn thấy này, mệnh đề có chữ ít ở thể phủ định. Mệnh đề có chữ ít ở thể phủ định. Khi muốn chuyển sang câu có chữ ăn lít thì phải chuyển cái mệnh đề ít phủ định đó sang mệnh đề ăn lít khẳng định. Nhớ như có trường hợp thứ nhất nè. Còn bây giờ trường hợp thứ hai, giả sử xuất hiện mệnh đề có chữ ít ở thể khẳng định thì ta chuyển sang ăn lít như thế nào? Thì ta chú ý cái phần thứ hai sau. Khi đổi câu điều kiện ít sang ăn lít, nếu mệnh đề ít ở khẳng định thì nhớ lưu ý không được đổi mệnh đề ít khẳng định sang phủ định mà vẫn giữ nguyên khẳng định như vậy. Chỉ đổi ngược thể của mệnh đề 6 là được. Chỉ đổi ngược thể mệnh đề 6 là được. Cô lại ví dụ. If I have time, I will help you. Nếu tôi có thời gian, tôi sẽ giúp bạn. Vậy bây giờ muốn chuyển sang ăn lít của cái này, trên hơn khẳng định mất rồi. Xuống dưới không được đổi thể của if mà vẫn cứ để khẳng định cho cô khi bỏ ăn lít vào. Tức là ta chỉ lấy ăn lít thể vào chỗ if là được. Những cái vế đằng sau này này, ta đổi ngược thể cho cô. Vậy trên này là I will help you thì dưới này phải là I want help you. Nên sẽ chuyển như sau. Unless I have time, I want help you. Trừ khi tôi có thời gian, tôi không giúp bạn. Trừ khi tôi có thời gian tính tỏ tôi không có thời gian. Tôi không có thời gian thì tôi không giúp bạn. Thì công bằng nói là nếu tôi có thời gian tôi sẽ giúp bạn. Yeah. Hoặc ví dụ thứ hai. If we had more rain, our crop would grow faster. Nếu chúng ta có nhiều mưa hơn thì vụ mùa của chúng ta sẽ phát triển nhanh hơn. Vậy bây giờ muốn chuyển sang ăn lít mà ta thấy ít ở trên là thể khẳng định rồi thì ta chỉ việc bỏ ăn lít vào chỗ ít là được. Còn mình đê đằng sau ta chuyển đổi ngược thể là xong. Vậy trên này khẳng định ta sẽ đưa xuống phủ định và như sau. Unless we had more rain, our crop wouldn't grow faster. Đấy, trừ khi chúng ta có nhiều mưa thì vụ mùa sẽ không phát triển. Vậy nói tóm lại, ta rút gọn công thức như sau. Khi mệnh đề ít, tức là mệnh đề điều kiện ở thể phủ định, muốn chuyển sang câu có chứa unless thì mệnh đề có chứa unless ở thể khẳng định và mệnh đề chỉnh ở đơn sau không thay đổi, chỉ thay đổi phủ định sang khẳng định của if sang unless thôi. Còn nếu mệnh đề có chữ if mà thể khẳng định thì sáng khi thay unless vào đó vẫn để nguyên khẳng định, chỉ cần đổi cái thể đằng sau sáng ngược thể với cái câu có chữ if là xong, tức là đổi động từ của mệnh đề chính sáng mệnh đề phủ định là được. Hay là đổi ngược thể của mệnh đề sau, ta nói là đổi ngược thể của mệnh đề sau, đổi ngược của mình đề chính, mình đề chỉnh, đổi ngược thể mình đề chỉnh. Tất cả bạn chúng ta ghi cho xong phần slide này. Ai ghi xong rồi thì chụp lên nhóm giúp cô. Và ai ghi xong thì chúng ta giơ tay lên.
10 bạn đã ghi xong, nhưng bạn có like khẩn trương rồi bạn. Ai ghi chưa xong chúng ta nhìn lên nhỏ. Còn bây giờ cô sẽ lấy điểm cho bài buổi hôm nay. Còn bài tập về nhà và bài tập một bài tập ở lớp đúng không? Mai Nhi. Mai Nhi mấy điểm ấy? Một con bài tập về nhà, một con bài tập lúc này đó. Hay là ba con này? Mấy con? Bây giờ về nhà bốn con có. Bài tập về nhà một con nữa. Bốn bốn có. Bốn con điểm á? Dạ. Bốn con bay nghe cả cô ạ. À, bốn con bay nghe là một một con điểm thôi. Bài tập về nhà tổng lại là 20 câu một con điểm. Nhá. Rồi, ở lớp là một con điểm nữa là 2 đúng không? Ở lớp 2 con mà có. À, là 3 con. Rồi, Mai Nhi nào. Mười mười chị nào. Rồi. Được. Huyền Trang. Tám mười mười rồi. Tám mười mười rồi. Mai Linh. Chín phần năm tám mười sáu. Với mấy em? Tám mười sáu. Sáu. Chị Khánh Linh. Mười tám chị cô. Văn Mạnh. 10 9.5 cô. Mình giờ này tiện mồi đấy. Bảo Tâm. Bảo Tâm đâu rồi? Lê Khánh. Ra đây cô. À 10 9.5 cô. Hả? 10 9.5 vậy đó. Hả? 10 9.5 cô. Với mấy đứa, ba con mất. Còn một năm rồi cô. Các bạn chuẩn bị con điểm của mình trước để lúc cô gọi là nhanh chóng để trả lời nhé. Lê Khánh. Mười của ạ. Huyền Sang. Mười của ạ. Lê Khánh có một bài được 9.5 mén. Cô chỉ... Thôi em sửa lại rồi cô. Sửa lại không chấp nhận, chỉ được chậm một lần. Nha. Yeah. Em sửa lại từ vì chơi mà hổ. Cô đã chỉ ra câu sai rồi, cô nói cả lệch rồi, không chấp nhận. Rồi Huyền Sang. Mười cô ạ. Các bạn đều chỉnh lại và gửi cho cô cả. Không chậm lần hai. Huyền Sang mười không em? Bài tập về nhà của em cô chưa chậm cô ạ. Lý do chị chưa chậm hay? À vì là gửi đó, đúng không? Em share lên tỷ người nhận tín cho cô luôn ạ. Nha. Để buổi sáng bổ sung điểm ấy. Dạ không. Dạ không đâu rồi. Dạ 18-10 cơ. Tí nữa nhớ mơ nhắc bổ sung điểm chứ không mất con điểm của em ạ. Thảo Vy. 10-10 cơ. Đức Anh. Dạ 37.5 cơ. Uyển Nhi. 10.56. Kim Tùng. Nó chị Huyền Nam 10 và chị Huyền Nam cô ạ. Diêu Linh. Chị Huyền Nam với chị thì chị mà cô ạ. Diêu Linh. 10 9.5 cô ạ. 10 chị cô. Trà Mỹ. 10.67 cô ơi, lúc này em có một con 10 nữa cô ạ. Của ai em? Bảo Trâm. Ok vui. À cái phần về kiến thức về Unlist thì trong buổi tới chúng ta sẽ luyện tập về phần đó, rồi là học khám phần tiệm của phần cấu điều kiện, cấu điều kiện nó còn ở cả cái cấu tinh vụ ở đằng sau nữa, đằng sau chúng ta học tiếp.
Con về nhà chúng ta làm bài tập từ câu 16 đến câu 30 mà lúc nãy cô giao đó. Ok, tham gia. Goodbye, see you again. Goodbye, see you again. Bye, teacher. Bye, teacher.